Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Philippines tức giận khi tàu Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Philippines mới đây đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc tàu cá Trung Quốc đang tập trung trong vùng biển đông thuộc đặc quyền kinh tế của nước này. Khoảng 20 tàu cá Trung Quốc được hỗ trợ bởi tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã được phát hiện và theo dõi vào tuần trước ở đảo đá Khúc Giác và bãi cạn Sabin. Một nguồn tin quân sự cho Penan News biết, các tàu cá này được phát hiện ở khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ 200 hải lý của Manila. Bộ Quốc phòng của Philippines DND cho biết, các lực lượng an ninh tiếp tục tiến hành tuần tra hàng hải và trên không thường lệ trong vùng biển phía Tây Philippines. Tên Manila thường dùng để gọi các vùng lãnh thổ của mình trong khu vực Biển Đông. Bộ Quốc phòng Philippines hết sức lo ngại trước báo cáo về việc tàu Trung Quốc tập trung ở đảo đá Khúc Giác và bãi cạn Sabin trong vùng biển phía Tây Philippines. Ông Jose Faustino, Thứ trưởng cấp cao phụ trách Bộ Quốc phòng, phát biểu trong một tuyên bố, chỉ thị của Tổng thống đối với Bộ rất rõ ràng. "Chúng tôi sẽ không từ bỏ một cm lãnh thổ nào của Philippines", ông khẳng định. Thông tin thu thập được trong các cuộc tuần tra này được gửi đến các cơ quan có liên quan để có hành động thích hợp, ông nói tiếp. Bộ Quốc phòng Philippines đã ra tuyên bố này ngay sau khi Bộ Chỉ huy phía Tây đặt tại tỉnh Palawan báo cáo đã phát hiện tàu của Trung Quốc tập trung gần khu vực nói trên. "Tàu thuyền Trung Quốc vẫn ở đó trong lần tuần tra cuối cùng của chúng tôi vào tuần trước", một nguồn tin quân sự yêu cầu giấu tên việc không được quyền phát ngôn với báo cho Penan News biết. "Chúng tôi đã báo cáo tất cả các chi tiết với lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển phía Tây Philippines để có những hành động thích hợp. Lực lượng đặc trách quốc gia trên biển phía Tây Philippines tên viết tắt là NTFWBS có các thành viên là quan chức an ninh và ngoại giao cấp cao của Philippines. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã không có phản hồi ngay đối với yêu cầu bình luận của Penan News trong ngày thứ Tư. Vụ việc này diễn ra ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến diễn ra vào đầu tháng tới của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Tổng thống của ông để gặp gỡ nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Tháng 9 vừa qua, ông Marcos đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York để thảo luận về vấn đề địa chính trị ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả các vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan. Mặc dù Indonesia không coi mình là một bên trong tranh chấp ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố quyền lịch sử đối với các khu vực đường thủy trồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm nay, ông Marcos đã nhiều lần tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ bảo vệ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016, tuyên bố Manila thắng và vô hiệu các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc đối với khu vực biển này. Bắc Kinh đã phớt lờ phán quyết này. Thứ trưởng Quốc phòng Faustino cho biết, chủ trương của chính phủ Philippines đã sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc, nhưng các hành động vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi cũng như phá hoại hòa bình và ổn định khu vực là không thể chấp nhận được. Philippines tiếp tục cam kết duy trì một trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực biển phía Tây Philippines và rộng hơn là khu vực Biển Đông. "Chúng tôi đồng thời bảo lưu quyền đối phó với bất kỳ tình huống nào vi phạm và đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi", ông Faustino nói. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng họ sẽ chờ có được những báo cáo chính thức trước khi đưa ra bình luận về vụ việc vừa xảy ra. Các hành động ngoại giao sẽ dựa trên những báo cáo này, văn phòng bộ này cho biết. Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến thăm đảo Palawan và trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đã từng có mặt tại nơi này. Hòn đảo được xem là tiền đồn của Philippines trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Nước Mỹ có lợi ích sâu sắc trong tương lai của khu vực và sẵn sàng hỗ trợ Philippines để đương đầu với sự dọa nạt và cưỡng ép trong khu vực Biển Đông, bà Harris nói. Chuyến thăm Philippines trong 3 ngày của bà Harris được xem là một nỗ lực của chính quyền Biden trong việc tái lập mối quan hệ và liên minh lâu dài của Mỹ và Philippines, mối quan hệ đã nguội lạnh dưới thời của Tổng thống Rodrigo Duterte, người tiền nhiệm của ông Marcos. Trước đó, Tổng thống Philippines tuyên bố Manila sẽ phải tìm cách để khai thác vũ khí ở Biển Đông, bất chấp việc không có một hợp đồng với Trung Quốc. Các đàm phán về thăm dò dầu khí chung giữa Manila và Bắc Kinh ở Biển Đông đã phải chấm dứt, theo một tuyên bố của chính quyền tiền nhiệm
do các cáo buộc của Hiến pháp Philippines và các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia. Tổng thống Philippines cho biết hiện chưa biết sẽ làm thế nào để vượt qua các rào cản về pháp lý, nhưng Philippines sẽ kiên quyết tìm giải pháp khác, không nhất thiết phải là một thỏa thuận song phương giữa chính phủ hai nước. Trong khi đó, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Việt Nam đã tiến hành mở rộng đáng kể công việc nạo vét và bồi đắp tạm một số tiền đồn ở Biển Đông trong nửa cuối năm nay, cho thấy ý định củng cố thêm nhiều các tuyên bố chủ quyền của mình ở vùng Biển Đông có tranh chấp. Báo cáo mới được đưa ra của CSIS có trụ sở ở Washington DC của Mỹ nói rằng, việc mở rộng của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc và các nước khác trong khu vực cũng có tranh chấp chủ quyền, đã tạo ra khoảng 170 hectare đất mới và nâng tổng diện tích mà Việt Nam đã mở rộng trong thập kỷ qua lên gần 220 hectare. Dựa trên các hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại, chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á ANTI của CSIS cho biết các hoạt động mà Việt Nam tiến hành bao gồm mở rộng công việc bồi đắp tại 4 thực thể và nạo vét tại 5 thực thể khác. Quy mô của hoạt động bồi đắp mặc dù vẫn còn kém xa so với hơn 3.200 mẫu, gần 1.230 ha đất cho Trung Quốc mở rộng. Từ năm 2013 đến năm 2016 đã lớn hơn đáng kể so với những nỗ lực trước đây của Việt Nam và cho thấy một động thái lớn nhằm củng cố vị thế của Việt Nam ở Trường Sa. Báo cáo viết Việt Nam chưa có phản ứng gì trước những thông tin từ bản báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ. Báo cáo cho biết phạm vi của hoạt động bồi đắp tại 4 đảo Nam Yết, Phan Vinh, Sơn Ca và Tiên Nữ đã mở rộng đáng kể. Kể từ khi ANTI ghi nhận hồi tháng 7, Việt Nam bắt đầu nạo vét cho bồi đắp mới tại Nam Yết, Phan Vinh và Sơn Ca từ tháng 10 năm 2021, theo ANTI. Phát hiện của ANTI trong báo cáo mới cho thấy các tin đồn cỡ vừa của Việt Nam tại ba đảo này đang được mở rộng với quy mô lớn. Với một mảng nạo vét có khả năng tiếp nhận các tàu lớn hơn được thiết lập tại Nam Yết và Phan Vinh. Cả Nam Yết rộng 47 ha và Phan Vinh rộng 48 ha đều lớn hơn đảo Trường Sa 39 ha, nơi từng là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam. Theo ANTI, đá Tiên Nữ, nơi trước đây chỉ có hai cấu trúc đặt ụ súng nhỏ, hiện có 26 ha đất nhân tạo. Báo cáo nói rằng Việt Nam đã dùng tàu nạo vét vỏ sò để xúc cấp phần của rạn san hô nông và lắng đọng trầm tích để bồi đắp, một quá trình mà theo ANTI ít gây phá hoại hơn so với việc nạo vét bằng máy cắt khúc mà Trung Quốc sử dụng để xây dựng các đảo nhân tạo. Tuy nhiên, các hoạt động nạo vét do bồi đắp của Việt Nam trong năm 2022 là đáng kể và cho thấy ý định củng cố lớn các thực thể mà nước này chiếm đóng ở Trường Sa, ANTI nói trong báo cáo. Việc nghiên cứu của Mỹ cho rằng cần phải xem các tiền đồn mở rộng này sẽ có những cơ sở hạ tầng gì, liệu Trung Quốc và các bên có tuyên bố chủ quyền có phản ứng hay không và ở mức độ nào sẽ còn phải chờ xem, báo cáo của ANTI viết. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông với cái gọi là đường chín đoạn mà nước này đơn phương đưa ra, nhưng đã bị Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay bác bỏ trong vụ kiện của Philippines cách đây 6 năm. Trung Quốc đã thiết lập nhiều tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng. Việc quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc đã bị Mỹ, Việt Nam và nhiều nước phản đối. Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, các nước trong khu vực bao gồm Đài Loan, Malaysia, Philippines và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên vùng biển do Thái Nguyên và có tuyến đường thủy quan trọng của thế giới. Một khảo sát của CSIS đưa ra trước đây nói rằng Việt Nam đã âm thầm nâng cấp việc xây dựng các cơ sở vật chất ở quần đảo Trường Sa, nhưng không có ý định quân sự hóa trên vùng Biển Đông như Trung Quốc. Việt Nam hiện đang chiếm cứ khoảng 40 tiền đồn trải rộng trên 27 thực thể xung quanh quần đảo Trường Sa. Trong số đó, theo ANTI, chỉ có 10 thực thể được gọi là đảo nhỏ, trong khi phần còn lại là các bãi đá ngầm nằm bên dưới mặt nước. Mỹ, Trung Quốc khẩu chiến về vấn đề Biển Đông tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Thưa quý vị, Biển Đông trong thời gian qua đã trở thành một trong những vấn đề quan tâm trong quan hệ Mỹ-Trung với việc Washington bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở khu vực này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 9 tháng 8 đã tổ chức phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến với chủ đề tăng cường an ninh biển, một lĩnh vực hợp tác quốc tế do Thủ tướng Ấn Độ chủ trì. Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc khẩu chiến về vấn đề Biển Đông. Đây là lần đầu tiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp chính thức riêng về chủ đề an ninh biển. Lãnh đạo cấp cao và đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an và các tổ chức Liên Hợp Quốc đều cho rằng cần tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với các thách thức, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, phát huy các sáng kiến khu vực và toàn cầu nhằm tăng cường an ninh biển.
Phát biểu tại sự kiện này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích các hành động bắt nạt ở khu vực Biển Đông và cảnh báo Hội đồng Bảo an rằng một cuộc xung đột sẽ có các hậu quả toàn cầu nghiêm trọng đối với an ninh và thương mại. Theo Ngoại trưởng Blinken, nếu một quốc gia không phải đối mặt với các hậu quả khi phớt lờ các quy định hàng hải, thì điều này sẽ làm tăng sự không bị trừng phạt và bất ổn ở mọi nơi. Ngoại trưởng Blinken cho biết đã có nhiều va chạm nguy hiểm giữa các tàu trên biển và các hành động gây hấn nhằm thúc đẩy các yêu sách hàng hải phi pháp, đồng thời nhấn mạnh Washington quan ngại về các hành động đe dọa và bắt nạt các quốc gia khác trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên biển của mình một cách hợp pháp. Phản ứng trước phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đài Bình đã có cáo buộc Mỹ khuấy lên vấn đề một cách vô cớ, tùy tiện cử máy bay và tàu quân sự hiện đại tới Biển Đông như một hành động khiêu khích và công khai tìm cách gây bất đồng giữa các nước trong khu vực. Ông Đài Bình cũng cho rằng bản thân Mỹ đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Biển Đông trong thời gian qua đã trở thành một trong những vấn đề quan tâm trong quan hệ Mỹ-Trung với việc Washington bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở khu vực này. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!